Nam mày đơ đây, test Covid bảo là không bị đâu, không quên đi cho mẹ. Chiều bây giờ lên hai vạch thật. Thì biết đâu, thì chưa test, bây giờ người đang mệt mệt đây là xong thì mới bảo là người lóng xong à, bây giờ test thì là lên một vạch mờ à, một vạch đậm, một vạch mờ. Chuyện này không nào, anh em tiếp xúc mẹ đi mày. Đi đề. Rõ ràng tối gọi mẹ gọi điện bảo nó trêu anh chưa test nhá, xong anh bảo là mẹ con bị Covid thật rồi. Bỏ mẹ con hai vạch rồi, xong rồi mẹ anh nào bảo là hai vạch thì xích vào chuồng thế, à, xích vào. Đây là mới bị đâu thế đúng không? Ừ. Chuồn mai kia nó test là nó sẽ lên không vạch đậm. Không phải mới bị mà điểm bị là vạch đậm hay là vạch nhạt mà nó cũng bị. Thế sao người nóng vãi. Em ngứa mũi. Ừ, thì bị thì chẳng mệt mệt gì. Tôi thấy từ hôm dưới nhà anh đến giờ là mấy hôm? Ba hôm. Mẹ, ba hôm, từ hôm thứ bảy chủ nhật. Lâu rồi. Sao bây giờ mới bị? Thì khéo bị từ hôm qua hôm kia nhưng mà không test. Tại vì bây giờ nó có, bây giờ có kiểu là bị nhưng không biểu hiện gì mấy ấy. Này, anh em đang ngao ngán mới. Em mà không địch qua điện thoại còn vẫn nhìn thấy. Này em rõ mà không à? Em mà không xem lại khéo địch mẹ mai em về lấy cho cả nhà phát lồn. Bây giờ xem như này rõ rồi, không phải mờ đâu. Đâu? Nó rõ hơn lúc nãy. Nó kiểu nó không bị mờ mờ như ảo ảo lúc nãy. Ừ, rõ rồi này. Đây, xanh xanh. Mày để đến tí nữa nó xem lên, nó có lên đỏ lên thì mai mình còn xem lại đấy. Không mẹ mai về thì hai vạch thật sự anh Nam bảo không tin. Anh Nam không tin nhưng mới đầu về thôi. Mới đầu là trêu. Mới đầu trêu. Từ đầu đổ vào thì biết đéo đâu nó có lên vạch mờ đâu thì mãi mãi một sao lên. Mới đầu thì mình anh Nam trêu chị Trà Phương bảo là hai vạch rồi, hai vạch rồi. Thế đéo nào. Thế nào trêu thành thật luôn. Tiếp xúc ở nhà đầy. Em bé. Hơn em bé nữa. Ôi trời ơi. Hôm qua anh em mình vào em bé. Ui bé nhưng mà có độ mà đến đâu sao cũng ông chửi ông bà chửi chết điên ở chửi gì nữa nào đấy chửi gì nóng. Thế bây giờ như nào? Thế bây giờ thì phải điều trị đây. Ê. Này Phương anh bảo thì anh ấy không anh nói thôi thôi không hay nhưng mà nghĩ như này để an toàn nhất là mai lên đi ra bệnh viện test cho nó có kết quả rõ nhất. Đây vạch mờ đây rồi, đây là mờ này là bị rồi. Ừ nhưng mà để xem bị cứ ra mệt mệt từ tối rồi đã quay video mình đã nặng nhưng mà ấy này thì bọn mình cũng phải test. Ừ. Test ra bệnh viện test có 18.000 thôi, với cả ở đấy nó có kết quả rõ nhất. Chị cầm cho em test phát nào. Ừ mày test đi. Tao nghĩ mày lên test đi. Còn mấy que đấy, một que đúng không? Ừ thế mày test đi, nếu mày test xong có gì tặng quê. Thật đấy. Thế mai về được cứ. Cô về thì vẫn vẫn về. Nhưng mà em đéo vẫn chọc cơ. Nhưng mà chỉ sợ là đến lúc em bị mọi người kia bị đúng không? Người nóng lắm. Bị giờ ai cũng bị rồi. Chế độ phổi tao lại bị ăn xong. Bị virus ăn hết đó. Ăn lồn phổi em đã yếu rồi. Ăn lồn hai vạch mờ thật. Nhưng mà nhà em nhiều dố lắm. Nhiều dố lắm. Gánh cụ gánh cầm lưng. Cụ nhà em gánh cầm lưng. Thế Phương nó không gánh được chú ạ? Bao giờ mà em lên hai vạch thì em ra bảo Phương Phương gánh. Nhưng mà chọc như nào? Thì cứ chọc đấy, ngửa cổ lên chọc. Chọc vào đến tận cùng cùng của nó. Mình muốn ạ, mình nhiều mà buồn lắm. Sao mày không xem anh kia ngồi? Vậy là mang bị để mình giữ khoảng cách. Vãi ở giữa khoảng cách. Tôi lại mình ngủ đâu? Thật ngủ bên đây. Nhưng mà em đã chọc được rồi. Anh đang chọc cho nó. Vãi ghê tay lắm. Mày cứ bấm, mày cứ chọc tận cùng ấy của nó. Sâu sâu vào, xong rồi để nguyên đấy. Cứ mũi. Vãi luôn. Mày cứ vẩy đạn ra tao giết mày. Mở mũi ra, nếp chọc mũi. Mày phải chọc một phát luôn. Mình hát xì mình ra nước muối bên trong rồi. Là
lấy đấy được bao nhiêu? Triệu. Địt mẹ sao chọc nhất chọc vào đây. Đưa bố mình chọc cho. Cút ra. Cút ra em chọc được. Không à? Ghê. Mẹ, anh chọc ghê lắm mà. Bạn đưa mẹ kia đầu rồi à? Chim em chọc được. Phương có gì cổ vũ cho Quân ấy? Ngẩng lên mí môi. Đấy. Thế phải ma phải mua ấy xong à? Là ngờ mùi quá. Không phải cứ nghe trên mạng hay là mẹ ấy được đâu. Ra test một phát ở bệnh viện chuẩn test xong rồi họ sẽ bảo mình cần làm những cái gì. Không phải mình tự ở nhà mình lên mạng xong rồi mình đoán mò được đâu. Phải được bác sĩ căn dặn đúng. Vào chưa? Ai biết nữa. Chọc Tư Lễ cũng được à? Nó chọc em, chọc đến một mức nào em toàn bị hắt xì rồi. Chọc đến một cái mức mà kiểu cảm thấy nó có cái cạnh cạnh chạm chạm ấy thì để đấy. Xong rồi tí ngoay ngoay ngoay. Vui đổi mùi. Thì bây giờ sự nằm càng càng lúc càng mệt rồi. Thật á? Như kiểu chị Nga chị cũng bị F0 xong ấy. Từ đầu là hai đứa con của chị đấy bị. Xong rồi chị đấy test không bị, xong đến hôm sau test mới bị. Mà trước em kể bảo là con chị bị nhưng mà chị không bị. Thôi chị cũng bảo là ấy, cũng bảo là mệt các thứ. Thế bọn này có về đâu? Điền. Em không bị gì. Nói chung là trước tao cũng ở với F0 đấy. Ở cùng phòng. Nhưng không bị đấy. Nhưng không bị. Cô này đưa chọc kiểu gì ấy? Không bị đâu. Hả? À, chọc kiểu gì ấy? Thì mẹ của tao ăn cơm chọc đến nhau. Đấy rồi. Cùng nhau luôn nhưng mà không bị. Đầy người kiểu cả nhà bị nhưng mà chỉ vẫn có một người không bị đấy kiểu thế mà. Thì mẹ mai đã xuống tao đi tiêm luôn đi. Tao mới có một mũi rồi đấy. Mày giờ mày tiêm luôn xong mày mà bị xong mày tiêm luôn á. Ấy, nhưng mà mình tiêm 3 múi rồi. 3 múi. Hay mình đã tạo test này. Này, còn một quen này. Tao cũng mua mà. Đây là quen test à? Phải, tao cứ tưởng. Tao tưởng giày dép gì cơ. Quen test chọc vào mũi hay nước bọt đấy mày. Chị ra quay đây. Bây giờ hiện tại đấy anh em ạ. Thì tình hình là mình ra quay đây. Ủa, em xịt giày. Tình hình là mình đã bị hai vạch rồi và bây giờ cả nhà đang hoang mang trong lúc bây giờ đang là 11 giờ đêm. Lam Ly, anh em đã có sắm cái gì cho Lam Ly giờ làm thẳng tưng. Làm thẳng. Việt, cười bây giờ chắc cười. Làm thẳng tưng thế nào? Bây giờ như nào? Cảnh thức chúng mày test hết. Tối nhân kim nhẹ mai con về, con về chơi. Mẹ ở nhà nhiều dịch lắm. Đừng về. Cái này là test nước bọt hay sao? Chắc test nước bọt rồi. Mua bao tiền hộp đấy đấy. Có cái dung dịch đổ đấy là test được rồi. Xong toàn. Mày đi mẹ chú đệm tao. Đéo có gì đéo sao thì càng lúc càng nóng rồi. Xong bây giờ em khạc à, em xì mũi ra nhiều. Tôi vừa chập vừa đó trời. Đâu rồi, cái ở ngoài đâu. Em đang chê à. Em đang chê. Em tiêm 3 mũi rồi. Nhưng mà đi. Nhà em nhiều dố lắm. Mọi người ạ, nhà mình nhiều dố lắm. Nghĩa nhiều các cụ gì? Nhà mình nhiều các cụ lắm. Nhà em chẳng nâng. Quân chỉ cho Phương xem cái thuốc gì. Cháu Quân tốn. Mọi người hiểu đâu cái đấy là tớ nước hay là cái gì? Em đây này nó có. Có que không? Không nhìn nước. Mọi người hiểu cháu đích tôn không? Đâu? Cháu đích tôn. Nhìn. Đâu? Đeo khẩu trang vào. Đeo khẩu trang vào đi chị. Tí nữa mới lên kìa, như bây của anh phải, Nam. Phải xê. Như của anh Nam vừa lấy cũng mới lên. Em thấy bóc cái này thôi, bóc Nam cũng bóc cái này thôi. Đêm hôm chuẩn bị đi ngủ rồi cả nhà mới bắt đầu lôi nhau ra test Covid. Đây này, que đây này cũng que nhưng mà cái ấy đâu? Đây.
dung dịch đây. Đấy, rủ cái dung dịch này vào cái lọ này, cái lọ này mũi mà mắt mắt rồi đấy. Nóng lắm các bạn ạ, rồi càng lúc càng nóng rồi. Mà ai thì không? Bảo sao tối nay quay video mình đã thấy nhỉ? Diễn nó không vào.